Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 101 Thẩm tại giã cười nham hiểm, nói cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng mỗi lời nói của hắn làm đào hoa dùng mình, chỉ muốn lăn ra khỏi giường để tránh xa hắn. Nhưng mắt cá chân nàng bị giữ chặt, thân thể nàng bị giữ lại và cả người bị thẩm tại giã đè xuống nặng quá đào hoa thờ hồn hền nhắm mắt cắn răng nói ra ngài muốn tính toán thế nào cũng được nhưng đừng đè chết thiếp ít nhất cho thiếp một cơ hội giải thích trời ơi người này tối qua không phải đã động phòng với tần hoài ngọc sao sao lại chạy đến đây chắc là nàng uống nhiều rượu nói linh tinh hắn chắc nghe hết rồi thẩm tại giã cười lạnh lùng người giải thích đi ta nghe Đào Hoa chớp mắt vài cái, nịnh nọt hỏi, trước khi giải thích, ra có thể nói cho thiếp biết thiếp đã nói gì khiến ngài tức giận không? Nàng tình rượu nhưng không nhớ gì cả. Thẩm tại giã nhìn nàng, người nói người ghét ta nhất. Nếu không phải là số phận đầy đưa, người chắc chắn không muốn hầu hạ ta. Đào Hoa bĩu môi, ra, thiếp không nhớ đã nói gì, nhưng những lời quá đáng như vậy chắc chắn thiếp không thể nói ra. Dù có say cũng không thể, ngài không cần nói dối thẩm tại giã nhún mày, cười, chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn ở bên ta? Đó là đương nhiên, đào hoa gật đầu, thừa tướng là người đứng đầu, dưới một người trên vạn người, chỉ có ngốc mới không muốn ở bên ngài. Thẩm tại giã nhéo mặt nàng, ngươi là kẻ nịnh nọt. Đào hoa ôm chặt hắn, thiếp, dựa vào thế lực mà. Thẩm tại giã vừa giận vừa buồn cười, đẩy nàng ra, chừng mắt, nói nghiêm túc, ngươi đã bán sạch đồ của ta cho triệu quốc để nuôi quân đào hoa muốn tự đánh mình, sao lại nói hết ra thế này? Uống say rồi ngủ không được sao? Thẩm tại giã lạnh lùng, người muốn giải thích gì? Nếu để người khác biết, đây là tội phản quốc, ra nói gì vậy? Đào hoa làm nũng, thiếp là người triệu quốc, việc này chỉ như mang quà về nhà mẹ đẻ, sao gọi là phản quốc? Ra cho thiếp gì đó, đó là của thiếp, ngài đã nói để thiếp tự xử lý mà. Thẩm tại giã cười lạnh, nếu ta cho ngươi một cây đao, ngươi cầm đi giết người, ta cũng không can thiệp. Đào hoa vội lắc đầu, cười cầm đau giết người là chuyện xấu, thiếp chỉ làm những điều có lợi cho đại ngụy và triệu quốc thôi. Thẩm tải giả hy mắt, người tiếp tục bịa đi, nếu nói hợp lý, ta sẽ không so đo. Đào hoa nghiêm túc, ra là thừa tướng, chẳng lẽ không nhận ra. Triệu quốc suy yếu, đại ngụy ở biên cảnh lơ là, nếu ngày nào đó triệu quốc tấn công, biên cảnh không chịu nổi một kích. Thẩm tải giả nhớn mày, người cũng biết cả điều này. Đào Hoa gật đầu, Thiếp chỉ nghe tin đồn, nghĩ đến ngày nguy nan, thấy quân đội Triệu quốc quá yếu, không tốt cho Đại Ngụy. Thiếp muốn quân đội Triệu quốc mạnh lên để Đại Ngụy cảnh giác, Hoàng thượng cũng chú ý biên cảnh hơn. Thẩm tại dã nhìn nàng, người không thấy giải thích này hết sức gượng ép sao? Đào Hoa vuốt tay áo, mặt không đỏ, tim không đập, sự việc gì cũng phải làm từng bước một. Thiếp bây giờ làm được gì thì làm. Ra thấy ý tưởng của Thiếp có lý, không bằng cùng Thiếp làm thẩm tại giã cười lạnh, ta là thừa tướng đại ngụy, giúp triệu quốc nuôi quân đội, người nghĩ ta có mấy cái đầu. Đào hoa cười gượng, ra bỏ qua thiếp lần này nhé. Dù sao cũng không ai biết. thẩm tại giã đứng dậy, mặc y phục, lần này bỏ qua, lần sau không được tái phạm. Nếu còn làm, tranh xuân các sẽ bị cắt lương tháng. Đào hoa vội vàng, lần sau thiếp sẽ tuyệt đối không để ngài biết. thẩm tại giã trừng mắt, còn dám có lần sau. Đào hoa lắc đầu, không có lần sau. Thẩm tại dã thở dài, chuẩn bị ra ngoài thì nhớ lại, quay về giường nói nhỏ, tần giải ngữ đã không còn, tần hoài ngọc ở đây phải sống tốt. Người nhớ lời hứa, đào hoa sướng sờ, nhớ lại lời hứa chăm sóc người mới tới. Thẩm tại giã cảm thấy yên tâm khi nàng gật đầu, như tìm lại được cảm giác an toàn. Hắn rời đi trước khi trời sáng, lặng lẽ trở về lâm vũ viện. Ra đi khi nào, lâm lang, Tần Hoài Ngọc tỉnh dậy, hỏi Nha Hoàn. Nha Hoàn nhẹ giọng, đại khái là canh ba, bọn nô tỳ không để ý. Tần Hoài Ngọc nhíu mày, ôm chăn nhớ lại chuyện tối qua. Trời sáng, Đoàn Vân Tâm dậy, trang điểm, gặp Hạc Nhi trở lại. "Chủ tử, nô tỳ nghe tin khủng khiếp." Hạc Nhi quỳ trước mặt nàng, ra cũng đi qua quán thông tiền trang, trước khi Tần thị gặp nạn một ngày. Đoàn Vân Tâm kinh ngạc, ra đi làm gì? Người chắc bọn họ không nhầm, nô tỳ chắc chắn tiểu nhị không nhận ra tướng gia nhưng nhớ khách nhân mang dương chi bạch ngọc điêu khắc hoa lan dương chi bạch ngọc khó tìm lại điêu khắc hoa lan đoàn vân tâm mím môi ngươi hỏi tướng mạo nô tỳ nghe xong nói là tuấn lãng có quý khí nô tỳ chắc chắn đó là tướng gia thẩm tại giã sao lại đi ngân hàng tư nhân đoàn vân tâm nghĩ mãi tướng gia không thể nào đi chỗ đó người đứng lên truyền tin này về đoàn phủ đoàn vân tâm mím môi chúng ta không biết ra làm gì họ có lẽ sẽ đoán ra vâng hạc nhi đi đoàn vân tâm chuẩn bị đi lăng hàn viện thỉnh an gặp tần hoài ngọc và khương đào hoa nương tử đừng buồn đào hoa mỉm cười ra sẽ đến viện ngươi nhưng đó là đêm động phòng không giống vậy tần hoài ngọc bĩu môi ta không nhớ gì cả trên giường không có lạc hồng đào hoa kinh hãi bịt miệng nàng lại muốn giáo huấn nhưng nghe tiếng ôn nhu Khương Nương Tử, Tần Nương Tử, không ngờ hai người lại đi cùng nhau. Đoàn Vân Tâm cười hiền hòa, đi mời An sao, không bằng cùng đi. Tần Hoài Ngọc không vui, lườm đào hoa, sau đó cười với đoàn Vân Tâm, đoàn tỷ tỷ sớm. Đào hoa nghĩ tiểu tổ tông này thật không sợ gì, thân thiết với đoàn Vân Tâm. Ba người đi cùng, không khí có chút kỳ quặc, đào hoa và đoàn Vân Tâm không nói chuyện, Tần Hoài Ngọc lại nhảy, tướng ra tuổi trẻ tài cao, anh Tuấn phi phàm. Giờ gả đến thiếp thấy cũng không tệ, đối với người khác cũng ôn nhu. Đoàn Vân Tâm cười, ra là người mà triều đình ai cũng muốn kết thân, kinh đô không ít tiểu thư khuê các muốn vào tướng phủ. Ngươi là nương tử, phải hầu hạ ra tốt." Tần Hoài ngọc nhỏ giọng, nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng, ra dù ôn nhu, nhưng tối qua. Chương 102. Tần Nương tử, Đào Hoa ngắt lời nàng, mỉm cười nắm tay nàng, gần đây quản sự trong phủ bị bệnh. Ra giao cho ta việc dạy ngươi quy củ. Lời này của ngươi, trước mắt đừng nói lung tung, chờ khi nắm rõ quy củ rồi hãy nói cũng không muộn. Đoàn Vân Tâm liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, không ngờ ra lại giao tần nương tử cho ngươi dạy dỗ, chuyện của Giải Ngữ. Muốn nói nhưng lại thôi, nàng do dự nhìn Tần Hoài Ngọc một cái. Tần Hoài Ngọc không hiểu, nhìn hai người kia, Tần Giải Ngữ làm sao vậy? Không phải vì tội vào đại lao sao? nghe nói quý phủ suýt nữa xảy ra án mạng chuyện lớn như vậy kinh đô nha môn chắc chắn sẽ không xử nhẹ đoàn vân tâm ngạc nhiên khương đào hoa cũng có chút bất ngờ dù gì cũng là chị em ruột nàng lại hoàn toàn không quan tâm đến tần giải ngữ trong khoảnh khắc khương đào hoa cũng hiểu vì sao thầm tại giã lại giao tần hoài ngọc cho mình nếu đã không cùng đường với tần giải ngữ thì cũng không cùng đường với mai chiếu tuyết nói cách khác vẫn có cơ hội khiến nàng một lòng hướng về thầm tại giã không tham gia vào cuộc tranh giành trong hậu viện. Tần đình ý thuộc phe phái nào nàng không rõ, nhưng thầm tại giả có ý định lôi kéo, điều đó cho thấy người đó chưa thuộc về dưới chướng của cảnh vương. Về phần cuối cùng có thể thuộc về hay không, khả năng mấu chốt nằm ở vị tần nhị tiểu thư này. Đoàn Vân Tâm nhanh chóng nhận ra, nhìn Tần Hoài Ngọc rồi mỉm cười nói: lúc trước ta còn lo Tần Nương Tử vì chuyện của giải ngữ mà có hiềm khích với Khương Nương Tử, giờ nhìn lại thì ta đã lo lắng quá nhiều sinh cái gì hiểm khích? Tần Hoài Ngọc mím môi nói, ai đối xử tệ với ta thì ta mới có hiểm khích, còn Tần Giải Ngữ, nàng chẳng liên quan gì đến ta. Tần Giải Ngữ ở Tần Phủ là thứ nữ, nhưng là trưởng nữ. Mình là đích nữ, đôi khi còn bị nàng đè đầu cưỡi cổ, Tần Hoài Ngọc trong lòng tích tụ bất mãn đối với Tần Giải Ngữ cũng đủ chất thành núi, nàng gặp rủi ro, Tần Hoài Ngọc còn mừng không kịp. Phía trước chính là Lăng Hàn Viện, ba người vừa vào đến nơi muốn thỉnh an thì nghe nha hoàn nói, phu nhân bị bệnh, hôm nay không tiếp khách. Bị bệnh, đào hoa sướng sờ, nhìn nha hoàn đưa tới trước mắt mình thứ gì đó, giật mình. Trên mâm đó chính là sổ sách hậu viện cùng chìa khóa kho hàng. Phu nhân dặn, trong thời gian dưỡng bệnh một tháng, tất cả sự vụ giao cho Khương Nương Tử xử lý, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do Khương Nương Tử quản. Dì cơ, Khương Đào Hoa có chút không hiểu, những thứ này vốn là quyền lực lớn nhất của chính thất, sao có thể đơn giản giao toàn bộ cho nàng. Mai Chiếu Tuyết đang nghĩ gì vậy? Không sợ nàng xoán vị sao? Đoàn Vân Tâm cũng có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi, phu nhân hiện giờ không gặp ai sao? Nhà hoàn lễ phép gật đầu, ai cũng không gặp, trong thời gian dưỡng bệnh, các vị không cần đến thỉnh an. Hôm qua tần thị vừa vào cửa, hôm nay phu nhân đã cao bệnh, buông tay mặc kệ mọi việc trong phủ. Không hề thương lượng với nàng, đột nhiên giao sổ sách và chìa khóa cho Khương Đào Hoa. Quyết định này khiến đoàn vân tâm cũng bất mãn, nhưng bên cạnh còn có người, phu nhân cũng không gặp ai, nàng dứt khoát xoay người trở về viện của mình. Tần Hoài Ngọc kinh ngạc nhìn Đào Hoa nhận đồ, sắc mặt ngay lập tức nhu hòa, nhìn nàng nói ý phu nhân là, từ nay trong viện này đều do ngươi quyết định. Đào Hoa gật đầu, hình như là vậy. Nhưng tại sao lại như vậy? Mai Chiếu Tuyết không ưa nàng, trong phủ mới có người mới, nàng không nắm lấy cơ hội một mũi tên chúng hai đích, lại đột một đóng cửa rút lui khỏi cuộc tranh chấp. Quay người dẫn người trở về, đào hoa suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng kết luận đều là chuyện này đối với nàng không có gì bất lợi. Mạnh chăn chăn và tần giải ngữ đã ra khỏi phủ, cố thị quy thuận nàng. Tần tần thì cũng được ra đưa đến bên nàng. Tình thế trong viện này không biết từ khi nào đã biến thành nàng một mình độc tôn. Phu nhân và đoàn vân tâm có vẻ liên thủ, nhưng ý định khác nhau khó thành nhất thể, Mai Chiếu Tuyết có thể nhận ra tình huống không ổn, nên trốn đi. Dù sao nàng vẫn là phu nhân, dù ở sau cánh cửa đóng kín cũng là đãi ngộ của phu nhân, không cần thiết phải mạo hiểm theo đoàn vân tâm. Mấp máy môi, đào hoa dành cả buổi chiều để giao tiếp với các nơi trong phủ, sau đó dẫn mạnh chăn chăn ngồi trong lương đình, giảng cho nàng về quy củ. Tướng phủ có gia quy nghiêm ngặt, nương tử phải nhớ kỹ. Đào hoa nói, một khi phạm phải, ta cũng không chắc bảo vệ được ngươi. Tần Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cười nói, ngươi có thể bảo vệ ta sao? Hiện tại phu nhân không gặp ai, ngoài tướng gia, trong phủ ngươi là lớn nhất. Trong đại ngụy, ngoài hoàng thượng, thừa tướng là lớn nhất, nhưng ngươi nghĩ tướng gia làm gì mà không cẩn thận sao? Đào hoa lắc đầu, người nắm quyền lực lớn, làm việc càng cẩn thận, nương tử phải tránh không kiêng nề gì, tùy ý làm bậy. Tần Hoài Ngọc không vui nhếch môi, nói, ngươi quá cẩn thận, sống như vậy có gì vui. Ta không quan tâm, dù sao người khác không chọc ta, ta cũng không chọc người khác. Nhưng người khác chọc ta, ta nhất định sẽ tức giận. Khương Đào Hoa, tại sao lại có cảm giác thầm tại giã đưa nàng một vị tổ tông đến cung? Người muốn sống phải dám yêu dám hận là đúng, nhưng phải xem hoàn cảnh thế nào. Tình huống nào làm việc gì, đó mới là người thông minh. Dù sao người trong thiên hạ không chỉ sống quanh một mình ngươi. Nhưng vị tần tổ tông này xem ra không thích nghe người khác giảng dạy, nàng cũng lười phải nói, dù sao đã nói rõ quy củ, sau này nàng muốn làm gì thì làm, cũng không thể ngăn được. Ngự thư phòng. Cảnh Vương đưa toàn bộ chứng cứ vụ tham ô của Du Vương lên bàn viết, hoàng đế liếc qua, khẽ nhíu mày, chuyện này vẫn chưa xong. Tất nhiên là chưa xong, Cảnh Vương thở dài nói, phụ hoàng không biết, việc Niêm Phong phủ Du Vương vốn do Hàn tướng quân, người của Du Vương, đảm nhiệm nên lục soát không ra nhiều ngân lượng bảo vật. Nhi thần đã cho người điều tra kỹ, phát hiện du vương còn có lượng lớn phòng ốc, khế đất và ngân phiếu đều đặt ở nơi khác. kính xin phụ hoàng minh giám. hoàng đế nhìn hắn, giấu ở đâu? người cho người đi tìm ra không được sao? nhi thần có tâm nhưng vô lực. cảnh vương chắp tay, phụ hoàng có biết quán thông tiền trang. chỗ đó cho người gửi vật, phải có tín vật mới lấy được. dù là quan phủ cũng không thể mạnh mẽ xông vào. A, à, hoàng đế nhún mày, lại có chuyện như vậy, sao chấm không biết? Bệ hạ, thẩm tải giả bước ra chắp tay nói, chuyện này thần đã đề cập trong tấu chương năm ngoái, yêu cầu quản lý trong lại, triều đình cấp phép và hỗ trợ thương nhân hợp tác thành lập ngân hàng tư nhân, nhằm thúc đẩy giao thương với nước láng giềng, thuận tiện thông suốt. Chấm nhớ ra rồi, hoàng đế gật đầu, có chuyện như vậy, nhưng gần đây cũng có quan thượng tấu, nói về việc giả ngân phiếu tham ô, người có điều tra không? thầm tại giã cúi đầu nói, đã điều tra kỹ, kẻ chủ mưu phía sau đã bị cảnh vương điện hạ xử lý, lang trung lệnh đoàn đại nhân tự nhận lỗi và từ chức, sổ con cũng đã đặt trên bàn của ngài. Nhìn chồng sổ con chồng chất như núi bên cạnh, hoàng đế cười nhẹ, gần đây chấm bận rộn bồi lan quý phi, đã lâu không chú ý đến triều chính, có các người giúp đỡ, ngược lại chấm thấy thoải mái. Nhi thần chỉ làm tròn trách nhiệm, cảnh vương cười nói, phụ hoàng muốn nghỉ ngơi, Nhi thần sẽ thay ngài xử lý mọi chuyện Nếu ngài nghỉ ngơi tốt Nhi thần sẽ ở bên cạnh phụ tá Chia sẻ công việc cho phụ hoàng Lời này rất đẹp Hoàng đế sắc mặt cũng hiền lành hơn Đã vậy, ngươi tiếp tục điều tra vụ du vương Bắt hắn giao nục những gì còn lại Nếu không, phạt giam thêm một tháng Là Cảnh vương trong lòng mừng rỡ Vừa ra khỏi ngự thư phòng Trên mặt không giấu nổi nụ cười Hướng thầm tải giá cuối người làm lễ Đa tả thừa tướng sự việc đều do vương gia làm, thẩm mỗ có gì đáng tạ. Thẩm tại giã mỉm cười, đồ đều ở quán thông tiền trang, giờ dẫn người đi phủ du vương lấy lệnh bài, cưỡng chế đoạt lại không vấn đề gì. Sau đó thẩm mỗ sẽ nhờ triều thần thượng tố nói rõ du vương tham ô nghiêm trọng, khiến hắn khó mà xoay chuyển tình thế. Tốt, cảnh vương cười vui vẻ, nhìn thẩm tại giã nói, có thừa tướng ở đây, bản vương rất yên tâm, khó tránh đêm dài lắm mộng, giờ phải nhanh chóng đi thôi thẩm tại giã nhẹ nhàng gật đầu đi cùng hắn ra khỏi cung dẫn người đến phủ du vương rồi đến quán thông tiền trang nhưng trong ngân hàng tư nhân không thấy gì mở tủ ra thẩm tại giã lần đầu tiên cảm nhận cảm giác bị người sắp đặt vào bẫy cảnh vương còn đứng sau chờ nhưng đồ lại không có sự việc đã báo lên hoàng đế giờ không tìm thấy chứng cứ du vương chắc chắn sẽ cắn ngược lại tại sao lại có thể như vậy cảnh vương cũng sững sờ Ngần ra nhìn thầm tại giã, thầm tại giã im lặng hồi lâu, cúi đầu nói là thầm mỗ hành sự bất lực. Không sao, ra khỏi ngân hàng tư nhân, cảnh vương lên xe ngựa, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhưng vấn đề là bây giờ phải làm sao? Không còn cách nào khác, thẩm tại giã mím môi, tranh thủ khi du vương còn chưa thể tự do ra khỏi phủ, ta sẽ ghi vào sổ con trong cung để ngăn lại, vương ra chỉ cần tranh thủ trước khi nhập chủ đông cung. Một khi ngồi lên vị trí thái tử, mọi dãy rủa của du vương đều vô ích. Đúng là lý lẽ này, cảnh vương nhíu mày, nhưng phụ hoàng gần đây không vội lập thái tử. Hoàng thượng đang ở độ tuổi thịnh vượng, thân thể khỏe mạnh, tự nhiên không cân nhắc việc lập hoàng tử. Thẩm tại giã nhìn hắn bằng ánh mắt tĩnh lặng, vương ra cần làm, chính là khiến hoàng thượng chủ động lo lắng về chuyện này. Đối diện với ánh mắt của hắn, cảnh vương trong khoảnh khắc đã hiểu ý thầm tại giã, khẽ gật đầu. Hai người tách ra ở đầu đường, thầm tại giả với vẻ lạnh lùng trở về tướng phủ, suýt đụng phải đoàn vân tâm đang chuẩn bị ra cửa. Ra, đoàn vân tâm tò mò nhìn hắn, ngài sao vậy? Sao lại tức giận đến vậy? Liếc nhìn hắn, thầm tại giả không nói một lời, vất tay áo đi vào trong. Lúc này hắn cũng không biết ai đã dò gì tin tức, mơ hồ cảm thấy có liên quan đến đoàn vân tâm, nhưng không có bằng chứng nào, căn bản không thể làm gì nàng. Quán thông tiền trang hai ngày này xảy ra nhiều chuyện, Ngọn nguồn bắt đầu từ chỗ Khương Đào Hoa. Trước đây nghe nàng nói số tiền này gửi dưới tên hắn đã có cảm giác xấu, không ngờ bây giờ thực sự xảy ra vấn đề. Lại là Du Vương, lại là Khương Đào Hoa, tất cả những chuyện này cuối cùng là trùng hợp hay âm mưu của ai? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 103. Thấy lần trước hiểu lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thẩm tại dã lần này không suy đoán nhiều, trực tiếp đến hỏi Khương Đào Hoa. Trong tranh xuân các, Đào Hoa nghe xong câu chuyện, ngạc nhiên rồi không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, ngài nói kế hoạch hoàn hảo của ngài bị ai đó tiết lộ mà không biết phải không? Với khuôn mặt nghiêm nghị, Thẩm Tại Dã nhìn nàng từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng hỏi, "Ngươi cười cái gì?" "Không có gì, không có gì." Đào Hoa vội vàng thu lại vẻ mặt hả hê, nghiêm túc nói, "Chuyện này không liên quan đến Thiếp. Hôm qua Thiếp đã nói với ngài đi quán thông tiền trang chỉ để gửi bạc đi triệu quốc. Thiếp không biết ở đó có gì quan trọng. Thật trùng hợp, thẩm tại giã nói, ta đã hỏi, đồ vừa mới bị lấy đi sáng nay. Trực giác mách bảo hắn rằng có ai đó đã tiết lộ tin tức, khiến Du Vương phát hiện. Nếu không, khi Du Vương trao lệnh bài hôm nay, không thể dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một lúc, Đào Hoa hỏi, khi ngài đi lấy đồ, có ai biết không? Chỉ có ta, Chạm Lô và từ Yến Quy thẩm tại giã đáp không có ai khác ngài ngốc sao đào hoa không nhịn được liếc mắt nhân viên ngân hàng tư nhân không phải là người sao thẩm tại giã mím môi kéo nàng đứng dậy nhẹ giọng hỏi ngươi nói ai ngốc đào hoa vội ôm cánh tay và eo của hắn cười nói thiếp ngốc ngài thông minh nhất nhưng ngài có nghĩ rằng với thân phận của ngài tự mình đi ngân hàng tư nhân nếu bị nhận ra và truyền ra ngoài du vương không thể đoán được ngài đang làm gì sao ta không thể không nghĩ đến điều đó. Thẩm tại giã nhíu mày, ngân hàng đó không có ai quen biết ta, hơn nữa ta vào ra rất kín đáo. Vậy thiếp không biết sao lại thế này. Đào hoa nghiêng đầu, đột nhiên hỏi, ngài có biết ai trong phủ này có quan hệ phức tạp, có thể có người thuần phục du vương không? Thẩm tại giã ôm nàng ngồi lên giường, mắt híp lại, đoàn tân nam, người phụ trách quản lý tiền lương triều đình, liên tục ủng hộ du vương. Đoàn nương tử sao, đào hoa liếu lưỡi. Đúng vậy. Vậy tại sao ngài còn giữ nàng trong phủ? Đào hoa không hiểu, ngài muốn hỗ trợ chẳng phải cảnh vương sao? Thẩm tại giã nhìn nàng với vẻ khinh miệt, không trả lời. Trong triều đình, ai cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ. Ngay cả khi hắn thực sự giúp cảnh vương lên ngôi, vẫn giữ mối quan hệ với đoàn tân nam vì có thể cần thiết trong tương lai. Mỗi mối quan hệ đều là một khả năng, có thể có tác dụng lớn. Dù giết du vương, đoàn tân nam vẫn là người phụ trách tiền lương. Đào hoa bĩu môi, biết hắn nghĩ nàng ngốc, nhưng không sao, nàng rộng lượng, không chấp hắn. Nếu ngài không yên tâm về đoàn nương tử, lại không thể đuổi nàng, sao không nhốt nàng, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Bằng cách này, thông tin sẽ khó chuyển đến du vương. Cuối cùng đi vào trọng điểm, thầm tại giã mím môi, phủ có quy tắc, không sai sẽ không bị phạt. Đoạn thị giữ quy củ, ta không thể cưỡng ép gán tội cho nàng. Ngụ ý, hắn muốn quản đoàn vân tâm, cần tìm lý do hợp lý để nhốt nàng. Đào hoa than thở, ra, thiếp thật sự sợ đoàn nương tử, chuyện này không bằng ngài tự làm. Chúng ta tính sổ sao, thẩm tại giả hỏi, người đã chuyển bao nhiêu bạc về triệu quốc. Khương đào hoa, hoặc tính xem ngươi mạo phạm ta bao nhiêu lần, thẩm tại giả đưa tay đếm, hôm nay không ít, còn dám mắng ta ngốc đào hoa cười tiến đến bóp bắp đùi thầm tại giã ra chúng ta nói chuyện tử tế đừng lôi chuyện cũ có việc ngài làm đơn giản sao phải thiếp làm nấu cơm cũng đơn giản sao phải thỉnh đầu bếp thầm tại giã cười mỗi người có nhiệm vụ ta có việc của ta không quan tâm hậu viện nếu ngươi hiểu ta phải hỗ trợ đào hoa nhếch miệng cuối cùng gật đầu thiếp biết rồi nghe nói phu nhân bị bệnh giao sổ sách và chìa khóa kho cho ngươi Thẩm Tại Dã nói, người quản lý hậu viện, đừng gây phiền phức thêm. Dạ, Đào Hoa cung kính tiễn Thẩm Tại Dã ra cửa, ôm Thanh Đài nói thầm rồi thả ra ngoài. Ai, thật khó khăn, Mai phu nhân nghỉ ngơi, Đoàn Vân Tâm yên tĩnh, tưởng được ngày yên bình, không ngờ còn gặp khó khăn hơn với Thẩm Tại Dã. Nếu Mai Chiếu Tuyết là hồ ly ngàn năm, Đoàn Vân Tâm là yêu quái vạn năm, đạo hạnh rất sâu, làm sao bắt lỗi nàng. Đang buồn bã, nha hoàn hoa đăng chạy vào, kinh hoàng chủ tử. Tần nương tử đánh liễu thị y gần chết. Đào hoa kinh ngạc, suýt ngã, hỏi, ngươi nói gì? Hoa đăng đỡ nàng, nô tỳ từ phòng giặt quần áo đến, không rõ tình hình, chỉ nghe nói đánh nhau, tần nương tử ra tay rất mạnh. Liễu hương quân nói chuyện thích vòng vo, không được yêu thích, đụng phải tần hoài ngọc, xung đột là bình thường. Nhưng sao lại đánh nhau? Đào hoa không hiểu, theo hoa đăng đi xem không ở Lâm Lang, cũng không ở Liễu Thị Y Cảnh Thu Hiên, mà ở tướng phủ, hai gia nô dùng gậy đánh Liễu Thị Y. Dừng tay, đào hoa kéo Tần Hoài Ngọc, ngươi đang làm gì? Tần Hoài Ngọc kéo tay áo, cáo trạng, nàng dám mắng ta. Người nói mạo phạm là trọng tội, phải phạt nặng, ta cho người dùng hình. Đào hoa nhìn quanh, thấy Liễu Hương Quân bị đánh đến khóc, toàn thân run rẩy. Tản đi, hai người, đỡ Liễu Thị Y đi tranh xuân các. Vâng tần hoài ngọc chua môi không cam tâm mới đánh vài cái chưa đủ đâu tần nương tử đào hoa nói ngươi cần gì so đo với một thị nữ nàng mắng ta ta đánh nàng sao lại so đo tần hoài ngọc không hiểu không phải theo quy củ sao quy củ là chết người là sống vì hai câu nói mà thành thù địch đào hoa thở dài biết rằng sau này liễu hương quân sẽ không để yên cho tần hoài ngọc dù chỉ là thị nữ ai biết tương lai sẽ ra sao. Liễu Hương Quân vừa đến tranh Xuân Các, nói một câu thiếp không mắng Tần Nương Tử, rồi ngất đi. Đào Hoa bất lực hỏi Tần Hoài Ngọc, nàng trừ xiên sò ta lang tâm cầu phế, thì tỉ mình ở tù, còn cùng cừu địch. Đánh cũng đánh rồi, ta cho người đưa Liễu Thị Y về cảnh Thu Hiên, người cũng về đi. Tần Hoài Ngọc hư một tiếng, đứng dậy đi, Liễu Hương Quân bị nâng về, chật vật. Chuyện này xem như kết thúc, nhưng khương đào hoa không ngờ chỉ là khởi đầu trong hai ngày tần hoài ngọc trước tiên tát người quản lý quần áo sau đó lại đánh người hầu già trong phủ đào hoa cố gắng điều tiết biết rõ chỉ là tranh cãi liền từng người trấn an thưởng đồ nhưng khi dạy dỗ tần hoài ngọc nàng lại không nghe chỉ cảm giác mình làm đúng và cho rằng người khác gây chuyện trước cố hoài nhu nhìn thấy kinh ngạc ta lúc đầu cũng không ngu như nàng khắp nơi gây thù hằn làm gì đào hoa che mặt ngã lên giường ta rốt cuộc biết phu nhân tại sao phải dưỡng bệnh bây giờ ta dưỡng bệnh còn kịp không không còn kịp rồi cố hoài nhu lắc đầu hiện trong phủ nhiều nha hoàn có ý kiến lớn với tần nương tử xiêm y của nàng trồng chất tại hậu viện không ai muốn rửa ngài phải làm sao đây còn có thể làm sao đào hoa tức giận đưa tần hoài ngọc vào lâm vũ viện nhưng thẩm tại giã nhanh chóng ngăn lại còn nói đây là trách nhiệm của nàng Đào hoa tức giận hét lên, nàng có phải đời trước ở thẩm gia phần mộ tổ tiên phóng pháo hoa không? Sao lại thiếu nhiều nợ như vậy? Thẩm tại giã không quản, tần hoài ngọc càng nghĩ mình đúng, ở hậu viện tướng phủ làm loạn. Hôm nay xung đột với người này, sáng mai đánh người khác. Liễu hương quân dưỡng thương xong, gặp mặt chỉ lườm nàng một cái, lại bị đánh mấy bạt tai. Nói thật, ta rất thoải mái. Cố hoài nhu cười, trước kia chưa ai chỉ được liễu hương quân, nàng như cây nấm độc, chán ghét người, không ai muốn thanh lý. Khó gặp được chủ nhân ngang ngược như vậy, ta rất cao hứng. Đào hoa không cười, thần sắc nghiêm trọng, ta cảm thấy sẽ có chuyện không hay. Có thể xảy ra chuyện gì, cố hỏi nhu lắc đầu, nàng bắt nạt đều là người vị thấp hơn. Vậy là không có chuyện gì sao, đào hoa nhíu mày, trong lòng đầy lo lắng. linh 104 làm người dựa theo quy củ là không sai, nhưng nếu vô cùng ngang ngược không thông tình đạt lý y vào thân phận đem người bên cạnh mình đều biến thành kẻ địch thì phần lớn không có kết cục tốt dù sao con người cũng là động vật sống theo bầy đàn đào hoa lo lắng về tần hoài ngọc là đúng nhưng không thể ngăn cản nàng ba ngày sau trong phủ đã xảy ra chuyện khương nương tử cảnh thu hiên nha hoàn chạy tới mắt đỏ hoe gọi ngài mau đi xem một chút hơi sững sờ đào hoa đứng dậy mang theo thanh đài liền theo nàng đi. Sáng sớm, tướng phủ đột nhiên ồn ào, mọi người trong mỗi phòng, mỗi viện đều bị kinh động, dối rít kéo đến cảnh thu hiên. Bên ngoài cảnh thu hiên đứng đầy hộ viện, không cho người khác vào, bên trong chỉ có đoàn vân tâm cùng khương đào hoa. Thi thể của liễu hương quân đã được lấy xuống từ trên xà nhà, trên bàn có phong thư di thư, đào hoa đang cẩn thận xem. Thiếp mệnh như rơm rác, không địch lại tần nương tử phú quý. Nhiều lần chịu nhục, thực khó nghĩ thoáng ra. Nếu đã nhân gian không người nào làm chủ, thiếp liền đến địa phủ cầu xin, nguyện diêm vương tương trợ. Làm ta lưu luyến thế gian, tìm tần nương tử đòi công đạo. Lời di thư được viết bằng máu, siêu siêu vẹo vẹo, khó phân biệt chữ. Thi thể trên đất được phủ bằng vải trắng, cả căn phòng toát lên sự âm trầm. Đoàn vân tâm khẩn cao mày nói, hôm qua nàng đến tìm ta khóc lóc kể lể, nói tần nương tử khinh người quá đáng, nàng dù sao cũng là thông phòng, lại bị năm lần bảy lượt ở trước mặt hạ nhân Vũ nhục. Đào hoa mím môi, Tần Nương tử xử sự đúng là không đúng, nhưng Liễu thị y thời gian qua bền bỉ, làm sao lại đột nhiên tìm đến cái chết? Đoàn Vân Tâm lắc đầu, nương tử nghĩ kỹ đi, Liễu thị dù chỉ là thông phòng, nhiều lần chịu nhục cũng không có ai thay nàng ở Tần Nương tử lấy lại công đạo, sống trong phủ còn bị đầy tớ cười nhạo, nghĩ sao cho thoáng? Nói như thế đúng vậy, lần trước nàng cũng thấy Tần Hoài Ngọc ngang ngược không nói lý nhìn Liễu Hương quân bị đánh trước nhiều đầy tớ. Nhưng là, mới vài ngày, Liễu Hương quân thông minh, sao lại chọn cách tự sát mà không trả thù. Thanh Đài, Đào Hoa thấp giọng nói, người đi xem thi thể Liễu Thị Y. Vâng, Thanh Đài đáp, đang muốn đi, đoàn vân tâm lại cau mày nói, chuyện cũ đã qua, nương tử còn nhường đầy tớ chạm vào nàng. Tò mò liếc nhìn, Đào Hoa không hiểu, nương tử chẳng lẽ không nghĩ thi thể cần đưa nha môn khám nghiệm. Khám nghiệm tử thi vẫn là cần, thanh đài xem có gì quan trọng. Hơi sướng sờ, đoàn vân tâm nhíu mày, nàng tự sát, không bị giết. Tại sao phải đưa nha môn khám nghiệm tử thi, chờ ra chờ lại nói rõ, rồi hạ táng để tranh oán khí trong phủ không tiêu tan. Trong phòng yên tĩnh một lát, đào hoa cầm di thư, lặng lặng nhìn đoàn vân tâm. Sao, ta nói gì sai, đoàn vân tâm hỏi, nương tử đang nhìn gì? Ta tò mò, đào hoa cười, Nương tử từ đâu biết Liễu thị y tự sát, không bị giết. Thân thể cứng đờ, Đoàn Vân Tâm nói, di thư đã viết rất rõ ràng, không phải tự sát là gì. Lắc đầu, Đào Hoa nói, nương tử ở phủ chưa thấy nhiều thủ đoạn giết người. Di thư không hẳn là tự sát, thắt cổ có thể bị người khác treo lên. Chỉ cần khám nghiệm tử thi điều tra, có thể tìm ra được manh mối gì đó. Nàng cảm thấy Đoàn Vân Tâm hôm nay khác thường, Liễu thị y tử có thể liên quan Tần Hoài Ngọc nhưng nàng lại khẩn trương một người cho dù có ngụy trang tốt ánh mắt cũng giấu không được nàng giỏi quan sát người khác cảm thấy đoàn vân tâm có quỷ như vậy a à, đoàn vân tâm gật đầu nếu nương tử nói vậy hiện ngài đang làm chủ hậu viện ngài quyết định đi ừ thành đài vén vải trắng xem đang muốn nói gì đó bên ngoài có người xông vào chuyện gì xảy ra tần hoài ngọc mở to mắt sao nàng lại chết Đoàn Vân Tâm và Đào Hoa quay đầu nhìn. Tần Hoài Ngọc cúi đầu nói, không phải ta hại, nàng mạo phạm ta mấy lần, ta dạy nàng mấy lần, ân oán rõ ràng, không có gì quá đáng. Người muốn xem di thư, đoàn vân tâm nghiêm túc chỉ vào giấy. Nhìn thi thể, Tần Hoài Ngọc sợ hãi, tiếp nhận di thư nhìn thoáng qua, ném ra ngoài, chạy đến cửa, bẩn, ta không xem, nói nàng chết sao đi. Thắt cổ tự sát, đoàn vân tâm cúi người nhặt di thư, Liễu Thị Y viết rõ, không chịu nổi vũ nhục, đến địa phủ nhờ Diêm Vương làm chủ. Cái gì, Tần Hoài Ngọc không tin, chỉ đánh hai cái thôi. Tần Nương Tử, đào hoa nhíu mày, nhịn không được nói, người cha tấn, người khác chịu đựng, không có lý do gì nghĩ người khác chịu không nổi là hẹp hòi, mỗi người có điều quan trọng, Liễu Thị Y coi trọng nhất là mặt mũi. Người nghĩ không đáng ngại, nhưng thật sự làm bị thương người khác, đó là người sai. Lần đầu bị đào hoa giống, Tần Hoài Ngọc lập tức đàng hoàng, nhỏ giọng ta làm sao biết. Thở dài, đào hoa muốn nói tiếp, lại thấy hộ viện tránh ra, thầm tại giã bước vào. Ra, mọi người đứng dậy hành lễ, Tần Hoài Ngọc cũng quỳ, nhìn hắn. Ta vừa lên chiều, phủ đã xảy ra chuyện lớn, thầm tại giã giận dữ, các ngươi làm gì. Đào hoa kiên chỉ bị mắng, thầm cảm thán mai chiếu tuyết thông minh. Nàng bệnh, bản thân bị đẩy ra, chuyện gì cũng đổ lên đầu nàng. Gia bất giận, đào hoa nhẹ giọng có chuyện ra ngoài khi khác nói, đợi lát nữa nha môn mang đi thi thể của liễu thị. Liếc nàng, thầm tại giã giận phất tay áo, mang theo mọi người ngồi vào viện. Nói đi, hắn trầm giọng đang yên lành sao lại tìm đến cái chết. chương 105 Đào hoa mím môi, đưa tay trao huyết thư cho hắn, không nói một lời. Tần hoài ngọc mồ hôi lạnh toát ra, vội quỳ xuống và nói, ra, thiếp bị oan chuyện này không thể tính lên đầu thiếp. Thẩm tại giã nhíu mày đọc hết huyết thư, lạnh lùng hỏi, không tính lên đầu ngươi thì tính lên đầu ai. Tần hoài ngọc linh cơ chợt động, chỉ tay vào đào hoa, quy củ đều là khương nương từ dậy, ta chỉ làm theo quy củ thôi. Đào hoa không nhịn được, nhìn lên trời liếc mắt, thường ngày nàng dậy gì cũng không nghe, giờ gặp chuyện lại đổ lỗi cho nàng. Thẩm tại giã nhìn đào hoa rồi quay lại nhìn tần hoài ngọc, người bị ngươi bức tử, không phải Khương Nương Tử, chờ kết quả khám nghiệm tử thi ra, người sẽ phải giải thích với Liễu Gia. Tần Hoài Ngọc cắn răng, không biết nói gì, cúi đầu. Nàng nghĩ đến việc viết thư về cho phụ thân nhờ giúp đỡ, biến chuyện thành bị giết, không phải tự sát, để tránh bị trách tội. Càng nghĩ càng thấy ý hay, Tần Hoài Ngọc quyết định viết thư. Đoàn vân tâm cảm thán, phu nhân có điểm hơn người, nàng không ở đây mà phủ đã xảy ra bao nhiêu chuyện ngụ ý là Khương Đào Hoa không thể quản lý tốt bằng Mai Chiếu Tuyết. Đào Hoa cười, không phản bác, Thẩm tại giã hỏi, Đào Hoa, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Trong lòng Đào Hoa mắng một câu, nhưng ngoài mặt vẫn cười, ra, nếu một nhà nông có hai con trai, một người cây ruộng lúc trời đẹp, người kia lại gặp mưa bão, ngài có thể đánh giá ai cây giỏi hơn không? Thẩm tại giã hiểu rõ liền cười nhẹ, không nói gì thêm. Người nhà môn đến mang thi thể liễu thị y đi, bầu không khí trong phủ trở nên ngưng trọng. Đoàn vân tâm đi niệm kinh, đào hoa theo sau thẩm tại giã về lâm vũ viện. Ra, chuyện tần giải ngữ thế nào rồi? Đào hoa hỏi. Thầm tại giã không trả lời, chỉ thản nhiên nói, người đã giúp từ quản sự, những chuyện khác không cần quan tâm, trước xử lý xong chuyện liễu thị đi. Nhưng từ quản sự còn mong đợi mỗi ngày, đào hoa nhíu mày. Thẩm tại giã trầm mặc, uống trà, tần giải ngữ còn bị nhốt trong ngục, nhưng chưa định tội. Dù cuối cùng bị phán quyết, Tần Giải Ngữ cũng không đền mạng. Gia cũng không định cho nàng một cái kết quả tốt. Đào Hoa nói: "Này không liên quan gì đến ngươi, Đào Hoa." Thẩm Tại Dã nói nhỏ: "Ngươi quản tốt chính mình là được rồi." Thẩm Tại Dã là người tàn nhẫn, luôn đặt đại cục lên hàng đầu, hy sinh người khác mà không do dự. Đào Hoa cảm thấy thoải mái, cười nói: "Ra cần chú ý thân thể, đêm nay nếu không thì đi tranh xuân các." Thiếp sẽ xoa bóp vai cho ngài. Đêm nay thì thôi, thẩm tại dã nói, hoàng thượng muốn ta tiến cung, không về được. Đào Hoa không nghĩ nhiều, gật đầu. Liễu thị y mới mất, trong phủ bớt đi một người. Tần Hoài Ngọc viết thư về nhà, quấn trong chăn run rẩy, không cho ai rời khỏi giường mình. Nương tử ngài đừng sợ, chúng ta nhiều người ở đây sẽ thay ngài gác đêm. Nhà Hoàn an ủi. Tần Hoài Ngọc nói, ta không lo lắng, chỉ là có chút lạnh. Nàng lời này vừa ra, có một tiểu nha đầu nói nhỏ, có phải là âm khí quá nặng không? Lời này làm Tần Hoài Ngọc hoảng sợ, chôn trong chăn không dám ra. Tần Hoài Ngọc không ăn cơm, nha hoàn 10 khương Đào Hoa đến giải quyết. Nương tử thật tin có quỷ sao? Đào Hoa ngồi bên giường hỏi. Người đã sợ, ta cho ngươi một pho tượng Bồ Tát, đặt trong phòng, không gì dám đến gần. Đào Hoa nói. Tần Hoài Ngọc ôm Bồ Tát vào lòng, cảm thấy an tâm hơn, đa tạ Khương Nương Tử. Người không cần cảm ơn, hãy chờ kết quả khám nghiệm tử thi, nếu liễu thị tự sát, người phải nhận lỗi với liễu gia và chịu phạt. Đào hoa thở dài. Biết rồi, Tần Hoài Ngọc nhỏ giọng nói. Tần Đình Úy nhận được thư của con gái, vừa mắng vừa vội vàng nhờ người lo lót, thường không ít ngân lượng, nhờ phán là bị mưu sát. Khám nghiệm tử thi nhận tiền nhưng lại có người khác cấp tiền bảo phải phán là tự sát. Đúng lúc này, thẩm thừa tướng đến. Thẩm tại giã cười ôn hòa, khám nghiệm tử thi toàn bộ khai nhận, cầu xin thừa tướng giúp đỡ. Đồ giao cho ta, ngươi sau này làm nhân chứng của ta. Thẩm tại giã nói, kết quả là gì thì ngươi nghiệm ra cái đó. Đa tả thừa tướng, khám nghiệm tử thi nhận thêm bạc, đảm bảo sẽ kiểm nghiệm tốt. Thật là thu hoạch ngoài ý liệu, thẩm tại giã cười nhìn tờ giấy, ngoại trừ tần đình úy, còn có người khác quan tâm đến việc này, xem ra liễu thị tử không đơn giản. Tử Yến Quy tức giận, người gặp phiền toái mới nhớ đến ta. Người trộm bảo vật của vương gia, đã bị xử tử, đừng lớn tiếng. Thẩm tại giã nói, ta không phục, trộm miếng ngọc bội phải chết sao, ta còn cắn tần giải ngữ, bọn họ không làm gì tần giải ngữ. Ngươi là khách bị ta đổi ra, bị hình phạt có thể đồng giảng. Tử Yến Quy nhíu mày, đại ngụy luật pháp chỉ dùng để trừng trị bình dân biết là tốt rồi, thẩm tại giã nói, ngày nghỉ của ngươi kết thúc, trở về làm việc. Hiện tại đi cha người hối lộ khám nghiệm tử thi, thuận tiện cho lọ thuốc vào cung. Cái gì dược, tử yến quy tò mò, muốn ta đưa vào cung, không phải hảo dược. Vậy ngươi còn hỏi, thẩm tại giã đi ra ngoài, cảnh vương muốn vào đông cung, động tác của ngươi mau lên. Biết rồi, tiến cung mọi người được soát người, chỉ có thể nhờ tử yến quy đưa thẩm tại giã ngồi xe ngựa tiến cung, chờ đế vương. Tướng ra, thái giám tổng quản chắp tay, hoàng thượng cùng lan quý phi tán gỗ vui vẻ, ngài vào thỉnh an. Hảo, thẩm tại giã đi vào hành lễ, vi thần bái kiến bệ hạ, quý phi nương nương. Ái khanh tới vừa vặn, hoàng đế cười, người tới phân xử, lan nhi không phải nói ván này nàng thắng, rõ ràng là chấm thắng. Thẩm tại giã nhìn thế cờ, cúi đầu là hoàng thượng thắng. Hoàng đế cười, "Lan Quý phi chu mỏ, ca ca quá lâu không nói chuyện với ta, cũng không nhận ra ta, lời bịa đặt." Thẩm tại giã cười, không lên tiếng. Minh Đức đế cười đủ, nhìn ra hai huynh muội có chút hiềm khích, nói, "Chấm nhớ có đồ rơi ở Ngự Thư phòng, rời đi trước thời gian nén nhang, hai người trò chuyện." Lan Quý phi có hoàng đế yêu thương nhưng không vui, đứng dậy hành lễ, nhìn Minh Đức đế rời đi. Hai người vào nội thất, Lan Quý phi mở miệng trước Thừa tướng tâm thật ngoan độc. Cô đã nhận được đồ chưa?" Thẩm Tại giả hỏi. "Đã nhận được, đồ chơi thật âm độc." Lan Quý phi cười nhảo, nói nhỏ, "Ngươi không sợ ta liên lụy đến ngươi sao?" "Hắn không hoài nghi ngươi, cho dù là có hoài nghi, cũng sẽ không trách tội ngươi." Thẩm Tại giả đáp. "Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn."